Xin chào mọi người, mình đi về đường N2 thì mình gặp một cái tiệm bán chim rất là lớn nha. Nghĩ chừng sẵn quay vài clip cho anh em xem luôn. Tiệm chim Phương Nam. Quá chừng lớn luôn. Trong đây nuôi hỗn tạp luôn nha. Trong đây có mấy con này, con cua Pháp hay gì. Chào màu đầu đen thì. Dưới có mấy con gà hay gì. Ở trong đây có con chim gì quá đẹp luôn nè mọi người. Mình nó màu đen pha màu xanh nha. Nhìn quá đẹp luôn. Trong đây nuôi đủ loại luôn. Con nuôi AV luôn. Con Việt xám dữ kìa. Có luôn hả? Đây mấy con quẹt. Đây mấy con nhồng nè. Nhồng quá trời nhiều luôn. Con này giá được mấy triệu. Nó đã chỉ gì lại cho ra phải không? Ở trong đó hình như có con sáo, hình như là khỏe. Sáo đầu vàng. Trên này có chích chè lửa. Chè lửa quá chừng luôn. Trong đây có mấy con chim rất là lạ, mình cũng không gành chim này luôn. Anh em nào biết con chim nào thì bình luận phía dưới nha. Đây là yến hót. Đi sao? Quá chừng. Đừng quen thì yên tâm đi. Con này nè, bao nhiêu 100 đậm bao nói mà nó gôn vậy đó. Trong đây có mấy con thì anh thấy mê mà biết mà. Con này con gì quên tên không nhớ. Hình như con này con bạc má. Bạc má. Chuồng này cũng khoảng 50 con. Quá trời nhiều. Nó tình chim rất là lớn nha mọi người. Trong đây có quả mi luôn nè, quả mi. Chích chè lửa quá chừng luôn. Ta xấu là lửa bổi không nè. Lửa bổi cứu bạc má luôn. Quá chừng mấy trăm con luôn. Này mà cho ăn một ngày là không chế luôn. Quá chừng. Bên đây có chiếc chè than nha. Đây chè than này. Con quẹt 8 châu Phi nha mọi người. 25 triệu một con này nha. Ồ, mỏ nó khùng dữ lắm rồi. Con này biết dạy nó khùng nhất thế giới. Cái coi clip nó nói 7 thứ tiếng ở trên này. Nó làm nước ngoài đó anh. Nó nhái đủ tiếng con này kia luôn. Con gì nó nhái tiếng được. Mấy giám khảo nãy rồi. Cậu thấy nó ngoài. Dữ dằn ha.
con chim con không mà nó bán 9 triệu mấy. Dám đâu, 16 triệu con á. 16 triệu bữa lên mạng á, chim bút ngồi á. Chim mới ra lông á. Bữa hổ nha, bữa hổ nha hổ tính mua con này đó. Con này biết vậy, không biết nha. 16 triệu là hạt Campuchia. Con hình như con nó mới có mấy cọng lông hay gì vậy? Thì anh mấy con này con rất là đẹp. Cái lô đầu này là gì nó mau nói gì đó. Quẹt quá chừng luôn. Rồi xin chào mọi người nha, mình bắt đầu lên đường. Khi nào có clip nào hấp dẫn mình sẽ quay cho mọi người xem. Anh em xem clip này nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn.